xông vào cấm địa của Long Cung, hậu quả rất là nghiêm trọng. Thả những đứa trẻ đó ra, có gì cứ nhắm vào ta, cần gì phải vậy, mau để bọn chúng đi, hại chúng ta chịu khổ mấy ngày nay rồi. Cấm miệng đi. Vậy thì mau tránh đường, ta sẽ xem như làm chuyện tốt, đưa những đứa trẻ này đi. Nói năng nghe dễ quá, trong vòng 3 chiêu có thể đánh thắng ta thì sẽ thả ngươi đi. Ta còn chưa nói bắt đầu mà. Cái đồ đần độn. Tiểu tử đừng đắc ý. Để cho ngươi biết sự lợi hại của binh tôm tướng cá. Hỗn Thiên Lăng, mau đưa bọn trẻ về nhà. Mau, mau trở về Trần Đường Quan. Xuống dưới làm bạn với tiểu long nữ đi nào. Nói như vậy, tiểu long nữ là do ngươi giết. Đúng thì thế nào, ta không chỉ giết nó mà còn làm gãy sừng rồng của nó nữa kìa. Chỉ có ta mới xứng làm chủ nhân của Đông Hải mà thôi. Chả trách cậu ấy luôn muốn búi tóc của mình. Cái gì, tiểu long nữ vẫn còn sống? Không thể nào. Ta sẽ lập tức cho ngươi biết tay, sẽ dùng ngươi làm gia vị. Tiêu diệt ngươi trước rồi sang bằng Trần Đường Quan sao? Đừng có nằm mơ. Gương mặt này phù hợp với ngươi hơn đó. Nên tỉnh lại đi, cái đồ xấu xí.